Ngô Thư Hân, Đặng Vi sắp sửa bắt tay làm việc quan trọng, Vương Hạc Đệ bất ngờ bị gieo tên. Cộng đồng mạng được phen dần dần trước thông tin Ngô Thư Hân sẽ hợp tác cùng Đặng Vi trong một dự án do Joku sản xuất. Người hâm mộ càng vui mừng hơn khi cô nàng sắp sửa hội ngộ bạn diễn Vương Hạc Đệ. Sau cơn sốt Trường Tương Tư, cả danh tiếng lẫn tài nguyên phim của Đặng Vi đều thăng hạng thấy rõ. Minh chứng cho điều này là khi bộ phim vẫn đang trong khoảng thời gian chiếu, anh chàng đã tiếp xúc với kịch bản nam chính đầu tay mang tên Tiên Đài Hữu Thụ. Bất ngờ là mới đây, khi Đặng Vi đang miệt mài ghi hình cho dự án mới, thì trên mạng lại lan truyền thông tin anh sắp sửa hợp tác với Ngô Thư Hân trong một bộ phim cổ trang có tên Trưởng Tâm, Lòng Bàn Tay. Tin này thêm phần xác thực khi trang đầu bần của phim đã cập nhật luôn hình ảnh của thành viên Jenai và Mỹ Nam họ Đặng trong vai trò nam nữ chính. Khán giả sau khi hay tin đã bày tỏ hy vọng tin đồn sẽ trở thành sự thật, đồng thời mong chờ màn hợp tác giữa bộ đôi trai xinh, gái đẹp này. Mặc dù diễn xuất của Đặng Vi và Ngô Thư Hân chưa thực sự làm hài lòng số đông dân tình, nhưng có ý kiến cho rằng nếu hai người song kiếm hợp bích, nhất định sẽ tạo ra phản ứng hóa học cực cháy. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, phía đoàn làm phim Trưởng Tâm lẫn Đặng Vi và Ngô Thư Hân đều chưa có bất cứ động thái hay phản hồi nào liên quan đến vụ việc trên. Qua tìm hiểu, Ngô Thư Hân và Đặng Vi có một điểm chung là đều thăng hạng sự nghiệp nhờ củ ngẫu, với Ngô Thư Hân là Thường Lan Quyết, hợp tác cùng Vương Hạc Đệ, còn Đặng Vi chính là Trường Tương Tư. Mặc dù vai đầu sơn cảnh, Diệp Thập Thất chỉ là nam thứ, đất diễn không thể so được với Trương Vãn Ý, nhưng Mỹ Nam họ Đặng lại được khán giả chú ý hơn cả. Có giai đoạn độ hút fan của anh chàng còn cao hơn cả nữ chính Dương Tử. Về phần Ngô Thư Hân, sau khi gặt hái được thành công từ phim Thương Lan Quyết, nữ diễn viên đã cho ra mắt hai dự án là Khu Rừng Nhỏ Của Hai Người 2022 và Vân Chi Vũ 2023. Dẫu vậy, hiệu quả công chiếu lại khó lòng so được với tác phẩm hợp tác với Mỹ Nam họ Vương ngày đó. Ngoài ra, Tiểu Hoa sinh năm 1998 còn một dự án khác cũng được khán giả mong chờ là Hắc Liên Hoa Công Lược, tên mới Vĩnh Dạ Tinh Hà. Sau khi bộ phim lao đao vì nam chính Trần Phi Vũ, nay đã tìm được người thay thế thích hợp, Đinh Vũ Hề. Hiện phim vẫn đang ghi hình và chưa rõ lịch đóng máy. Tại diễn biến khác, Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ sẽ chính thức tái hợp vào ngày 25 tháng 11 tới. Điều này khiến fan của cặp đôi Đệ Hân dẫn lực không khỏi vui mừng. Cụ thể, phía ban tổ chức đêm hội gào thét IQG 2023 mới đây đã công bố danh sách khách mời đợt 2 gồm nhiều cái tên hot, trong đó có Ngô Thư Hân, Vương Hạc Đệ. Còn nhớ, hồi năm 2022, mỹ nhân Vân Chi Vũ và nam diễn viên Di Ái Vi Doanh đã cùng sánh đôi tiến lên sân khấu nhận danh hiệu Nam Nữ Thần Đêm Hội gào thét sau sự thành công của Thương Lan Quyết. Năm nay, dù điều này rất khó xảy ra, nhưng chỉ cần cả hai tham dự chung sự kiện là fan của họ cũng đã hạnh phúc rồi. Trước đó, Ngô Thư Hân và Vương Hạc Đệ thành công thu hút lượng lớn fan couple sau khi vào vai Đông Phương, Thanh Thường và Hoa Lan Nhỏ trong dự án cổ trang Thương Lan Quyết. Từ đầu, bộ phim này vốn không được kỳ vọng quá nhiều nhưng lại bất ngờ chiếm cảm tình khán giả sau khi lên sóng. Đáng chú ý, ở ngoài đời, cặp sao cũng có mối quan hệ vô cùng thân thiết, thoải mái tương tác, mang tới cảm giác không khác gì nam nữ chính trong Thương Lan Quyết. Vậy nên, nhiều người hâm mộ đã ra sức đẩy thuyền hai diễn viên dù sau này họ hợp tác với nhiều bạn diễn khác. Chính vì lẽ đó, việc nàng Tiểu Hoa sinh năm 1995 và nam diễn viên sinh năm 1998 cùng tham dự đêm hội gào thét 2023 đã làm cộng đồng fan không khỏi nóng lòng, mong được nhìn thấy những khoảnh khắc chúng khung hình của cặp đôi đình đám.